Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng đầu đời, không những giúp trẻ tăng cân mà còn cung cấp những kháng thể cần thiết giúp hệ miễn dịch của trẻ sớm hoàn thiện. Nhưng nhiều mẹ lại không đủ sữa, thậm chí bị mất sữa. Trước khi sinh bé, hãy nghe chia sẻ của bác sĩ Hoàng Thị Ánh Tuyết, khoa sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park để có sự chuẩn bị thật tốt, giúp bạn có nhiều sữa cho con yêu nhé! Muốn biết làm sao để có nhiều sữa cho con bú, trước tiên các bạn cần hiểu về cơ chế hình thành sữa. Quá trình tiết sữa mẹ do hai hormone prolactin và oxytocin chi phối. Prolactin là hormone đóng vai trò chính trong việc sản xuất sữa mẹ. Mỗi khi bé bú, bé khóc hay thậm chí mỗi khi nhớ đến con, cơ thể người mẹ đều có thể giải phóng hormone prolactin. Prolactin sẽ đi vào máu đến tuyến vú và kích thích các tế bào hoạt động, sản sinh ra sữa mẹ. Vào ban đêm, prolactin sẽ được giải phóng nhiều hơn, giúp mẹ sau sinh buồn ngủ và ngủ ngon giấc hơn. Oxytocin là hormone được tiết ra khi bé bú sữa mẹ. Oxytocin có tác dụng kích thích các tế bào cơ ở nang sữa co thắt và đẩy sữa ra ngoài. Oxytocin còn giúp các cơ tử cung co bóp, giúp tử cung nhanh chóng trở về kích thước ban đầu, hạn chế biến chứng xuất huyết sau sinh. Chị em muốn có đủ sữa cho con bú, cần ăn uống, bổ sung các chất dinh dưỡng cho cơ thể để tăng cường hai loại hormone này. Bên cạnh việc bồi bổ thì chế độ sinh hoạt lành mạnh, nghỉ ngơi đầy đủ, tâm lý tích cực cũng sẽ quyết định lượng hormone nhiều hay ít, sữa mẹ có dồi dào hay không. Thông thường khi mới sinh, tuyến vú sẽ hoạt động liên tục để cung cấp nguồn sữa cho trẻ. Thế nhưng sau vài ba tháng, nhiều bà mẹ thấy rằng nguồn sữa của mình có xu hướng cạn kiệt, bầu vú xẹp dần, không còn căng tràn khi sữa về. Dù bạn cố gắng vắt tay hay hút bằng máy, lượng sữa vẫn ngày một ít dần rồi mất hẳn. Vậy nguyên nhân nào khiến các mẹ sau sinh bị mất sữa? Một trong những lý do thường gặp nhất đó là bé ít bú. Như đã nói, hai loại hormone prolactin và oxytocin để sản xuất ra sữa mẹ đều bị ảnh hưởng bởi việc trẻ bú mẹ. Nếu bé ít bú, cơ thể mẹ sẽ giảm sản sinh ra hormone tiết sữa, lượng sữa sẽ giảm dần rồi mất hẳn. Để đảm bảo nguồn sữa cho con, các bạn nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn và đều đặn trong 6 tháng đầu. Một số chị em bị mất sữa lại liên quan đến các bệnh lý về tuyến vú. Các trường hợp như tắc tia sữa, áp xe vú, viêm tuyến vú, núm vú nhiễm khuẩn hay phẫu thuật ở ngực khiến sữa mẹ không được sản xuất liên tục và đều đặn, gây mất sữa. Mẹ hãy chú ý vệ sinh núm vú thường xuyên. Nếu bị tắc tia sữa, cần xử lý ngay để đảm bảo hoạt động của tuyến vú được diễn ra bình thường. Ngoài ra, có nhiều mẹ sau sinh mất sữa do chế độ dinh dưỡng không tốt. Để cơ thể sản sinh sữa liên tục, mẹ cần bổ sung đa dạng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Việc kiêng khem quá mức để giảm cân, nhanh lấy lại vóc dáng sẽ khiến cơ thể yếu ớt sau sinh của bạn ngày một yếu hơn và không thể đảm bảo lượng sữa cho con bú. Một nguyên nhân khác gây mất sữa mà các mẹ sau sinh hay gặp đó là chế độ nghỉ ngơi không tốt. Muốn có nguồn sữa dồi dào, cơ thể người mẹ cần khỏe mạnh. Nhiều mẹ vừa phải một mình trông con nhỏ, vừa phải lo việc gia đình khiến cơ thể mệt mỏi, thể lực lúc nào cũng suy kiệt nên lượng sữa tiết ra ngày một ít rồi mất hẳn. Một yếu tố nữa ảnh hưởng lớn đến lượng sữa chính là trầm cảm, stress. Áp lực của các mẹ sau sinh là rất lớn, con khóc, quấy, cơ thể mỏi mệt, sữa đang nhiều lại ít đi khiến các mẹ căng thẳng. Tinh thần không tốt cũng khiến cơ thể mẹ khó có thể sinh sữa như bình thường. Đã có nhiều mẹ bị trầm cảm sau sinh mà mất sữa rồi đấy. Vừa rồi chỉ là một số nguyên nhân điển hình khiến mẹ có thể mất dần nguồn sữa tự nhiên. Mẹ hãy chú ý điều chỉnh thói quen sinh hoạt hàng ngày từ hôm nay để duy trì sữa cho con nhé. Đừng quên đón xem những video tiếp theo của Vinmec về chủ đề sức khỏe sau sinh. Chắc chắn các bạn sẽ thu thập được nhiều kiến thức bổ ích. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.